Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào trong, còn quý vị thì nhìn ra ngoài. Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào tự tánh. Tự tánh của Ngài và của mỗi chúng sanh đều có làn sóng điện, nên chúng sanh nào khởi vọng tưởng gì, Ngài đều biết cả. Người trì giới thì thanh tịnh tự tánh, quét sạch mọi thứ đen đúa xấu xa trong tự tánh đi. Khi dụng công, mình đừng sợ khổ, sợ khó, sợ mệt mỏi, thì mới thành công đặng. Bà mẹ sanh ra bom nguyên tử, bom khinh khí, tia phóng xạ là ai? Chính là tham sân si. Do vậy, nếu mình diệt trừ tham sân si, thì bom nguyên tử sẽ không nổ, bom khinh khí cũng chẳng bạo phát, mà tia phóng xạ cũng chẳng còn dùng được. Tu hành thì hàng ngày phải giữ trạng thái quân bằng như cái cân vậy. Làm thế nào để quân bằng? Tức là lúc nào cũng giữ thái độ điềm đạm, yên tĩnh, chẳng một chút gợn sóng xao động trong tự tánh. Đây chính là phiền não tức bồ đề, và sanh tử là niết bàn vậy. Người tu đạo thì càng tu càng tổn thiệt, tổn thất tới chỗ chẳng còn gì nữa cả. Chớ nên theo thói người đời, cái gì cũng muốn cho nhiều. Muốn dứt sanh tử thì phải đem hai chữ sanh tử treo nơi giữa chân mày. Mở mắt nhìn thì thấy vấn đề sanh tử, mà nhắm mắt cũng nhìn thấy vấn đề sanh tử. Lúc nào, nơi nào cũng dụng công tu hành thì mới cắt đứt được sanh tử. Việc đầu tiên người học Phật phải làm là trừ bỏ tánh nóng giận. Tánh nóng giận không ngừng thì học bao nhiêu Phật Pháp cũng chỉ là trồng nhân Atula, sau này bị quả báo làm Atula. Người tu hành chẳng nên khi thấy kẻ khác thì làm ra vẻ trơ trơ, chẳng thèm chú ý tới họ. Làm vậy là thiếu lễ độ. Người xuất gia và tại gia đều phải học phép lịch sự trong cách đối xử với người. Thiếu lễ phép tức là chẳng có văn hóa. Mình nên phải văn chất bân bân, tức khí chất nho nhã, ôn hòa, lịch sự, mà chẳng nên thô lỗ, xất xược. Nếu quý vị có thể chẳng khởi vọng tưởng trong một thoáng chốc để thanh tịnh tâm ý, thì lâu dần tâm của quý vị sẽ trở nên trạm nhiên thường tịch, trong lặng yên tĩnh. Đạo đức thì như mặt trời, mặt trăng hay trời, đất vậy. Nó cũng là tánh mạng của mỗi người. Người không có đạo đức thì cũng giống như người chẳng có tánh mạng, chẳng có nhật nguyệt thiên địa vậy. Tham thiền hay niệm Phật đều tốt cả. Chỉ cần mình chân thật tu hành thì có thể vượt qua được cửa sanh tử. Đến khi lâm chung sẽ chẳng có thống khổ, lòng không tham luyến, như nhập thiền định, tươi cười mà giảng sanh. Người tu đạo cần phải làm việc vô sự, nghĩa là tích lũy công hạnh nhưng chẳng được chấp trước vào nó. Quý vị quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, Pháp và Tăng, nhưng quý vị cũng phải quy y thêm giới. Sau khi quy y rồi, quý vị phải tin sâu vào Tam Bảo. Trong phạm vi giáo lý của Phật, quý vị phải làm những việc cho có ý nghĩa. Không nên vì lòng tham lam mà tin tưởng vào Phật Pháp. Khi học Phật Pháp, việc chủ yếu là phải có con mắt chọn Pháp, trạch Pháp nhãn. Nếu quý vị cứ chuyện này cũng tin, chuyện kia cũng tin, kết quả là quý vị sẽ không làm nên trò trống gì. Thanh tịnh tức là không muốn tiền, cũng chẳng muốn sắc. Khi có ai dạy thứ pháp làm phát tài, thì quý vị hãy quan sát xem y đã phát tài chưa. Nếu y có tiền, hẳn là do quý vị đem tiền cho y để học pháp phát tài, nên y mới có tiền. Cũng như mua cổ phần, quý vị phải mua bao nhiêu cổ phần thì mới hy vọng có lời. Đây tức như quý vị phải trả tiền, cúng dường cho y trước. Có thể là 1.000, 10.000, 100.000, do vậy mà y có đầy tiền. Rồi y nói, nào là phóng hào quang màu đỏ, màu vàng,
màu đen, màu tím. Đó toàn là chuyện lừa bịp. Chính bởi vì tôi không biết làm sao truyền pháp phát tài, nên tôi phải nói toạc ra cái bí mật này. Thiên tai không có nghĩa là tai ương của trời, vì trời không có tai ương, mà chính loài người chúng ta mới chịu tai ương. Nhân họa là việc mình tự làm tự thọ. Khi tu hành không nên đi tìm đạo ở Nam Sơn, Bắc Hải hoặc ở Tây Thiên, Đông Độ. Đạo thì ở ngay nơi thân mình, do vậy chẳng nên hướng ngoại tìm cầu. Nhưng con người ta lúc nào cũng háo cao dụ viễn, thích tìm kiếm nơi chốn cao xa, dịu vợi. Tánh tình người ta thì ích kỷ lắm, biết rõ rằng chuyện đó không đúng, nhưng nếu có lợi cho mình thì họ cứ cắm đầu mà làm. Do đó, khuyến quân vi thiện, viết vô tiền, hữu giả vô. Họa đáo lâm đầu, dụng vạn thiên, vô giả hữu. Nhược yếu giữ quân đàm thiện sự, khứ giả mang. Nhất triều mệnh tận, tán hoàng tuyền, mang giả khứ. Nghĩa là, khuyên ngài làm lành, ngài rằng chẳng có tiền, có tiền cũng nói không. Họa rớt xuống đầu dùng trăm ngàn, không tiền cũng phải có. Nếu muốn cùng ngài bàn việc lành, viện cớ bận không đi. Ngày kia mạng hết xuống suối vàng, bận rộn cũng phải đi. Người học Phật nên trước tiên học chịu bị thua thiệt, không tham chiếm tiện nghi, muốn chiếm phần hơn. Chuyện gì cũng phải biết buông xả, vì có xả có buông bỏ mới có đắc được. Mọi pháp đều là Phật pháp, đều không thể đắc được. Nhưng ta cũng có thể nói rằng mọi pháp đều chẳng phải là Phật pháp. Tóm lại, khi học Phật, ta cần buông xả tất cả mọi chấp trước, quét sạch hết mọi pháp, rời bỏ mọi hình tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, giai bất khả đắc. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, chẳng thể nắm bắt. Nếu thấy mọi sắc tướng là không có tướng, tức là thấy đặng Như Lai. Điều tối kỵ của người học Phật là chấp trước. Khi chưa học Phật thì chẳng mấy gì chấp trước, sau khi học Phật rồi thì lại chấp trước nhiều hơn. Thật ra vạn sự vật lúc nào cũng như đang thuyết pháp. Nếu quý vị hiểu được thì hoảng nhiên quán thông, chợt thấu suốt mọi sự. Nếu quý vị chẳng hiểu ra thì càng chấp trước càng lún sâu, và càng chấp trước thì càng mê muội. Mỗi tín đồ Phật giáo đều phải gánh trách nhiệm làm cho Phật giáo hưng thạnh. Nghiệp lực lớn nhất trên thế giới là nghiệp sát sanh. Quả báo của nghiệp sát sanh thì nặng hơn các nghiệp khác. Chúng sanh cứ hổ tương tàn sát lẫn nhau, hổ tương báo thù nhau, thật là việc bi thảm nhất trên thế giới này vậy. Người tu phải luyện công phu nhẫn nhục, nhẫn lạnh, nhẫn nóng, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhịn đói, nhịn khát, chịu chửi, chịu đánh. Mình nên học tinh thần của Bồ Tát thường bất khinh. Bất luận ai đối với mình không tốt, mình cũng chẳng sinh lòng sân hận, mà chỉ đem tâm thành đối xử với họ, khiến họ tự nhiên cảm hóa, như biến vũ khí thành ngọc, lụa là. Vì sao cần phải tu hành? Vì ta ngu si, chỉ làm toàn chuyện điên đảo, nên mới chịu khổ trong luân hồi, không được tự tại. Vận mệnh của nhân sanh là do nghiệp lực chiêu cảm mà ra. Chúng ta không nên để tập khí bó buộc mình, cũng đừng để dục vọng, vật chất che lấp. Mình cần phải sáng tạo vận mệnh, lèo lái vận mạng. Muốn sửa đổi vận mạng thì phải tạo nhiều công đức. Lúc ấy khi quý vị gặp nạn, tự nhiên điều lành sẽ tới, điều dữ sẽ biến thành điều kiết tường. Rằng hãy làm việc tốt mà chớ hỏi sẽ được kết quả gì trong tương lai. Ai ai cũng biết
nhẫn nhục thì đưa mình tới bờ giải thoát. Nhưng khi gặp phải cảnh giới, chuyện nghịch với lòng mình thì không thể nhẫn nhịn nổi. Lửa vô minh cao 3 thước, chỉ trong thoáng chốc đốt sạch hết mọi công đức tích lũy trong bao năm trường. Hễ quán sát mà được tự tại thì thành Bồ Tát, quán sát mà không được tự tại thì là phàm phu. Phải đối xử tốt với mọi người, dùng lòng từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm mà đối đãi với tất cả. Với ai mình cũng phải có lòng từ bi, dù cho y là kẻ xấu xa nhất đi nữa, mình cũng phải tỏ lòng từ bi để cảm hóa y. Nếu lần này cảm hóa chẳng đặng, thì chờ lần sau sẽ cảm hóa. Đời này chẳng thể cảm hóa, thì mình phát nguyện đời sau nhất định mình sẽ cảm hóa được y, khiến y sửa ác làm lành. Quý vị thấy trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát phát tâm vì muốn độ một chúng sanh mà đi theo kẻ ấy không biết bao nhiêu đại kiếp. Và bất kể là gian nan khốn khổ, nghịch cảnh gì, Ngài cũng chẳng thối tâm, chỉ một lòng mong muốn cảm hóa kẻ kia mà thôi. Muốn thành Phật, mình nhất định phải đoạn trừ dục vọng, cắt đứt ái tình, thanh tịnh tâm ý. Ít dục vọng thì mới khai phát đại trí huệ được. Tu hành là cái gì? Chính là tu cái tâm. Tâm phải ra sao? Phải chuyên nhất, rằng đắc nhất vạn sự tất là được một, vạn sự đều xong. Cho nên chúng ta phải tu cái niệm chuyên nhất của mình. Khi ý niệm chuyên nhất rồi thì trí huệ mới khai mở. Ý niệm không chuyên nhất thì tâm sẽ hướng ngoại truy cầu. Người tu đạo cần phải đừng nổi nóng. Ai chẳng có tánh nóng nảy thì hợp nhất với đạo, hợp nhất với pháp. Khi quý vị không nóng nảy thì sẽ chẳng có lòng sân hận. Khi lòng sân hận chẳng có thì quý vị chẳng còn ngu si. Vì sao mình ngu si? Bởi vì lòng sân hận của mình quá nặng nề. Một khi nổi nóng thì chuyện gì cũng không sợ. Trời cũng không sợ, đất cũng không sợ. Lúc này lại bài bác nhân quả, điên đảo chuyện trắng đen, làm nhiều việc không hợp với giới luật, không hợp với pháp luật, không hợp với nhân tình đạo lý. Người học Phật chúng ta trước hết nên siêng năng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Đây là việc mỗi người cá nhân mình phải thực hành, áp dụng tự nơi thân thể này mà thực sự dụng công. Không phải rằng mình bảo kẻ khác siêng năng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si mà chính mình phải chân thật tu hành mới đúng. Không nên có tâm cuồng vọng, giả tâm, ngu si vọng tưởng nhiều như vậy. Nếu cứ suy nghĩ loạn xạ, tức chẳng giúp gì trong chuyện tu hành. Muốn hiểu thấu cái hồ đồ mê muội của chính mình thì phải biết phản văn, văn tự tánh, xoay cái nghe lại để lắng nghe tự tánh.
Tu thì phải biết từ tâm hạ khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền hòa, từ bi. Hạ khí nghĩa là không cống cao ngã mạn, không chấp trước vào bốn tướng. Phá trừ hết tất cả các chấp trước đó thì mới là tu Bồ Tát Đạo được. Quý vị hãy tụng kinh không nổi nóng, tụng kinh không chửi bới, tụng kinh không sân giận. Khi tụng được ba bộ kinh này rồi thì sẽ thành Phật rất mau vậy. Người chân chính tu đạo thì tự kiểm thúc cử động hành vi, đi đứng nằm ngồi chẳng rời nhà. Đừng nên làm cái gương chỉ chuyên môn phản chiếu ảnh người ta hiện lên trong gương mà không tự phản chiếu chính mình. Người tu tập thiền định thì nơi nào lúc nào cũng phải tu tập thiền định, nghĩa là luôn phải thu nhiếp thân tâm, không buông lung, không tán loạn. Người xuất gia là gương tốt cho kẻ tại gia. Nếu quý vị không làm gương tốt thì người tại gia sẽ không có lòng tin tưởng. Lúc ấy, sức ảnh hưởng của quý vị sẽ chẳng còn. Do đó, người xuất gia cần phải có đúng phong cách của người xuất gia. Người tu chúng ta nên ăn đồ đạm bạc, không có mùi vị gì, vậy mới phá được chấp trước mà trừ đi tật xấu của mình. Nếu mình không hao tán tinh, khí, thần thì có ăn uống hay không cũng không thành vấn đề. Chính bởi vì mình ngày ngày cứ xoay chuyển trong cảnh giới hữu lậu nên mới cần phải ăn uống. Quý vị nên thâm nhập tu trì một pháp môn. Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học luật tông. Người tu mật trì chú thì phải chuyên tâm học mật tông. Người tu niệm Phật thì cũng phải chuyên tâm niệm Phật. Khi niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn thì quý vị tuyệt đối sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Quý vị chớ nên vừa học thiền lại muốn học giáo, lại muốn học luật, lại muốn học mật, lại muốn học tịnh. Khi quý vị tham nhiều món thì khó mà nhai cho kỹ. Mình phải chuyên nhất tâm chí, dụng công tu hành thì mới thành tựu. Giống như quý vị chỉ có một cái miệng mà ngậm đầy thức ăn thì không làm sao nhai cho nát được. Miệng quá đầy, muốn ăn cơm cũng không ăn được. Học Phật cũng vậy, quý vị phải từ từ, từng bước tuần tự, chậm chậm tiến lên, đừng ham mau, ham lẹ. Có câu, dục tốc tắc bất đạt, tức muốn mau thì chẳng tới nơi là vậy. Chân chính nhẫn nhục là sao? Đối với những người không bằng như quý vị, địa vị của họ thấp hơn quý vị, trí huệ của họ cũng kém quý vị, học vấn cũng chẳng bằng, thứ gì họ cũng thua quý vị. Khi họ đối xử với quý vị chẳng lịch sự, nhã nhặn tử tế, mà quý vị có thể nhẫn nại được thì mới gọi là nhẫn nhục. Sự nhẫn nhục này không phải là nhẫn chịu đối với kẻ có địa vị cao hơn quý vị. Vì đối với kẻ địa vị cao hơn, quý vị khuất phục bởi thế lực của họ, chứ không phải chân chính nhẫn nhục. Nổi nóng là ác, không nổi nóng là thiện. Người học Phật không nên hướng ngoại, đông tây nam bắc, chỗ nào cũng đi đây đi đó mà lãng phí mất hết thời giờ. Vì sao người ta có bệnh? Vì lúc bình thường không chú trọng đến sức khỏe. Người tại gia nên bớt việc dâm dục, tăng cường việc thể dục, vận động. Đó là căn bản của sự khỏe mạnh. Nếu quý vị cứ suốt ngày hành dâm, không giữ phép tắc quy củ, thì thân thể vĩnh viễn không thể khỏe khoắn được. Vật cực tất phản, bỉ cực thái lai. Việc phát triển tới cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Khi bế tắc đến cực điểm thì sẽ hanh thông, hết xấu thì đến tốt. Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng. Có việc phản nghịch thì đạo mới có chuyển động. Cái tác dụng của đạo nằm trong sự hạ mình, mềm yếu. Nếu quý vị có thể nhìn bề trái của mọi chuyện để tìm điều hay, điều tốt, thì mọi sự sẽ tốt, không có gì rắc rối. Lúc ăn uống, bất luận là đồ sống, đồ chín, đồ ngon, đồ dở, đều không nên chấp trước vào mùi vị của nó.
Người tu đạo ở nơi nào cũng phải biết tiết kiệm giữ phước, không nên lãng phí tiền bạc, vật chất. Kiệm phước lâu ngày chày tháng như vậy, tức sẽ tích lũy đức hạnh cho chính mình. Do hạt giống tiết kiệm đó sẽ sinh ra cây lá rậm rạp, quả trái cũng sum suê. Nếu không phân bón, tưới nước chăm sóc thì cây lá rất dễ khô héo rồi chết mất. Do đó, người tu đạo phải chú trọng đến đức hạnh là giới điều căn bản đệ nhất. Ở đời này, kẻ muốn cái giả thì sẽ vứt bỏ cái thật đi. Nếu quý vị muốn tìm cái thật, tức phải buông bỏ cái giả trước. Chẳng thể vừa muốn tu pháp xuất thế mà vừa chẳng muốn buông xả pháp thế gian. Phật Pháp là tôn giáo đề xướng lý vô ngã, không tán thành việc xem tướng, coi tử vi, bói toán, càng không tin vào phong thủy. Bởi vì những thứ ấy đi ngược lại với Phật Pháp, ngược với đạo, nên mới ngăn cấm không được phổ biến. Khi mình tin vào những thứ ấy thì sẽ tồn tại cái ngã. Từ đó, tất mọi chuyện đều từ cái ngã này mà có, đều vì cái ngã này mà tính toán. Có ngã, không có người là lý chẳng phù hợp với Phật Pháp. Pháp tôi thuyết rất giản dị cạn cợt. Là pháp gì? Là pháp ăn uống, mặc áo quần và ngủ nghỉ. Do đó, có người tới cầu pháp, tôi liền dạy họ nên ăn ít một chút, mặc ít một chút, ngủ ít một chút. Bởi vì bớt mặc thì tăng phước, bớt ăn thì tăng thọ, bớt ngủ thì tăng lộc. Nếu ba ngôi sao phước lộc thọ này cùng chiếu vào, đó cũng chẳng phải là Phật Pháp sao? Trong gan nếu không lửa, bệnh gì cũng tránh thoát. Đây là thuốc nhiệm màu, lại cất đi một xó, ta bà ha. Chấp trước nghĩa là gì? Tức không tin vào nhân quả nên mới sinh lòng chấp trước sâu dày. Thứ chấp trước này đưa tới việc hủy báng, cho rằng chẳng có lý nhân quả. Do vậy, người Phật tử phải nhận diện rõ lý nhân quả. Vì sao cần tin sâu nhân quả? Không tin nhân quả, quý vị khó làm người Phật tử. Và không đọc tụng kinh điển Đại Thừa thì sẽ không khai trí huệ. Thế nào là vọng tưởng? Tức là dục vọng tràn ngập. Siêng năng trì giới cần thực hành ở chỗ người ta không thể thấy. Không phải là siêng năng trước mặt kẻ khác, giữ giới trước mặt người ta. Phải là khi tại nơi chỉ có một mình quý vị đơn độc mà quý vị vẫn siêng năng trì giới. Hôm nay tu nghĩ rằng mai thành Phật, vừa cuốc đất đã tưởng đào sông giếng. Không có việc đó đâu. Tu hành thì như mài sắt thành kim, công phu đầy đủ thì tự nhiên sẽ thành tựu. Tôi sửa chữ Phật giáo thành tâm giáo vì ai ai cũng có tâm. Tu hành là bỏ vọng tâm, tồn giữ chân tâm. Còn vọng tâm thì còn là phàm phu, có chân tâm thì là Phật. Khi tham thiền tới chỗ chín mùi thì chẳng những không còn vọng tưởng mà cũng bớt nóng giận cùng phiền não. Còn nhân phẩm thì cao thượng và khí độ cũng lớn thêm. Tông chỉ của Phật giáo là ai ai cũng có thể thành Phật. Những chúng sanh trong hiện tại là cha mẹ mình ở quá khứ, đồng thời cũng là chư Phật trong tương lai. Nếu mình sinh lòng sân hận với chúng sanh thì cũng chính là sinh lòng sân hận cha mẹ, chư Phật mà trở thành kẻ đại bất hiếu vậy. Khi mình đang ở trong thời tai nạn bệnh hoạn nhiễu loạn, mình nên chân thật, thành khẩn dụng công tu hành thì mới biến khí xấu xa thành kiết tường, hóa tai kiếp ra bình an. Khi ở trong dòng sanh tử mà muốn thoát ra thì phải bỏ ra chút sức lực, vì chẳng dễ dàng thoát sanh tử đâu. Dùng sức lực nghĩa là sao? Tức là làm bất kỳ chuyện gì mình cũng phải làm chân thật. Gặp phải nghịch cảnh, càng khó khăn trắc trở, càng không được động tâm, không nổi giận nóng nảy. Như câu, tài bồi tâm thượng địa, hàm dưỡng tánh trung thiên. Đó tức là chăm bón và hàm dưỡng tâm tánh như trời đất của mình. Làm như vậy thì mình sẽ bù vào chánh khí của trời đất và mới đúng là người chân chính tu đạo,
thật sự tin Phật. Nhìn thủng tức là hiểu suốt, buông xả tức là giải thoát. Có giải thoát thì quý vị mới chân chánh tự tại. Không thể giải thoát thì quý vị không thể tự tại. Tự mà chẳng tại là vậy. Tu hành chẳng phải là chuyện gì khác, chỉ là dụng công phu ngay nơi thân tâm tính mạng này. Pháp này là trừ tham sân si, tu giới định huệ. Quý vị cứ muốn đi tìm thứ huyền diệu thì chỉ đi ngược lại với đạo. Đạo này là tâm bình thường là đạo, tâm chính trực là đạo tràng. Người tu phải nhớ, chẳng nên có nhân duyên quan hệ ô nhiễm với bất cứ ai. Vì như vậy sẽ sanh sự trói cột ô trược, triền phược bất tịnh, rốt cuộc sẽ khiến quý vị đọa lạc. Tôi chỉ hóa duyên lớn, không hóa duyên nhỏ. Hóa duyên tức là đi xin. Thế nào là hóa duyên lớn? Tức là tôi muốn xin cái vô minh, nóng giận, phiền não của quý vị. Khi quý vị không có ba thứ vô minh, nóng giận, phiền não thì sẽ được kiết tường như ý. Nếu có ba thứ ấy thì có hung thần xấu ác. Do vậy quý vị à, hãy buông xả chuyện quý vị chẳng thể buông xả. Việc quý vị dứt bỏ được càng nên dứt bỏ gấp. Dứt bỏ vô minh, nóng giận, phiền não thì quý vị sẽ được tốt lành. Mục đích chủ yếu của tu hành là để liễu thoát sanh tử, không phải vì cầu cảm ứng mà tu hành. Người tham thiền cần nhận thức vấn đề căn bản một cách rõ ràng. Đó là gì? Tức là thói quen tật xấu. Khi chúng ta đã thiền thất, tham dự khóa thiền, tức là đánh bẹp thói hư tật xấu đi. Bất kỳ việc gì, nếu quý vị xem nó thật bình thường, chẳng phải thật quan trọng, thì quý vị sẽ chẳng có gì phiền toái. Khi quý vị cho chuyện này, việc nọ là trọng yếu, là quan trọng, thì sẽ có rắc rối ngay. Tu đạo thì phải tu đạo đức chân chính, không trở ngại kẻ khác, cũng chẳng lo sợ kẻ khác trở ngại mình. Việc khó khăn nhất trong lúc tu là chặt đứt phiền não. Chặt đứt không có nghĩa là cố đoạn đứt, mà là biến, đem phiền não biến thành bồ đề. Xem nhẹ tài sắc danh thực thùy, coi nó chẳng có gì, quên nó đi, đó mới thật là người tu hành chân chính. Thế giới cực lạc cũng là do tâm hiện ra. Tự tâm của ta là tịnh độ, tự tánh của ta là Đức A-di-đà. Khi không có vọng tưởng thì tâm đó chính là tịnh độ. Khi không có phiền não và phá được vô minh thì tâm ấy chính là A-di-đà.